Lương. Anh. Ây da. Anh Lương. Sao vậy? Dân lệnh nguyên soái tôi giành đi tiên phong đến một cái trại, trừ bọn Thảo Khấu Cường Sang. Trước mắt là ngã ba đường. Anh có đi lộn không vậy? Hồi sáng sớm tới giờ đi lòng vòng quậy với cha nội. Đồ thằng mắc dịch, mày làm như tao ngu vậy đó. Ê, có khi nào con đường này người ta dọn đi chỗ khác không mày? Làm quá nhiều đồ ăn rồi dọn cái gì? Sao kỳ cục vậy ta? Từ U Châu Ải Nguyên xoáy xài tao lên ngũ đài sang cầu ông Hòa Thượng Mũ Len. Bảo ông nhờ ông xuống là bá trận thiên môn. Thì ông bảo tao là kiếm thêm một chén hương để thế vào cây cắn của ông. Đúng, tôi nhớ con đường. Thì con đường này đi liền. Mà hồi sáng giờ, trời ơi, tao gặp con nữ tối xưa là một quen nha mày. Rồi sao? Nó kiếm chuyện đến tao. Rồi sao? Tao đâu có nhịn. Anh đánh lại. Tao đánh lại. Nó bắt tao, nó lấy nghịch quan của tao mày. Thì đó, tại anh làm mất cái nghịch quan không, làm cho nguyên soái nổi giận mới đem anh ra chém đầu. Vì cái chỗ đó tôi với anh thề sanh tử có nhau. Sanh đồng sanh tử đồng tử. Không, tôi mới xin tội tha chết cho anh. Này nguyên soái, xây Dương Tôn Tử hậu tập tội danh đi tiên phong để đòi lại ngạch quan, đúng chưa? Sao giờ không thấy ông trời ơi. Dựng soái phụ đề thương khoái mã, khoái mã đem binh hùng thảo tạc cường sang, cường sang thiên ba lầu danh rạng tiên thơ, tiên thơ Dương Tôn Bảo quyết tâm sông lư sông lư. Dương gia nguyện dốc lòng tận trung, bò an tông quốc hiểm nguy không màng. Ta quyết lòng dục gió buông ngả cư. Trừ thảo tặc lập công giới soái phụ. Ủa sao lại vậy? Sao vậy? Ta dân lệnh cha tới đây bắt giặc cướp. Sao mà dưới chân núi lại có tới ba ngã đường? Biết đi đường nào đây? Dễ dẹt. Bây giờ ba người nhau. Thế tôi, bây giờ sao? Tôi tìm, phải đi bên tả. Bên tả. Xong xuôi, mình qua bên hữu. Bên hữu. Lại mình vòng qua bên tả. Bên tả. Mình qua bên hữu. Bên hữu. Mình qua bên tả. Thôi. Bên tả, bên hữu. Biết đi đường nào đây? Biết làm sao. Thôi chết rồi. Chắc đi tìm đường tới tối quá. Tướng kia, mau dừng lại. Muốn qua khỏi chỗ này thì bản già mang đạp cô gia. Nếu ương ngặt cầu lìa khỏi xa. Sao giữa rừng vắng lại có tiếng người con gái? Con gái không biết là đẹp hay xấu, dáng cao hay thấp. Nè, con nhà ai, tên chi, mau bước ra đây cho ta thấy mặt. Thì ra là nữ tặc à? Thì sao? Nữ tặc
không cao lắm. Thì sao? Chú Lương, chú Tan. Có Lương đây, có Lương đây. Lên. À, thì ra là có đồng bọn à. Trả cái con đây, chứ sao lên, trả đây. Sợ không? Lộ la. Đổ cái lửa rồi. Xứng hùng chốn đánh sang, nhai phân chia bờ cõi, mọc các trại gian lần, ta mọc quê anh xứng hùng một cõi. Trong nàng hình dốc mảnh mai, sao không lướt cài trăm giấc, cầm thương khôi giáp chỉnh tề, con gái đẹp mà đi ăn cướp. Cha ta là Mộc Thiên Dương, đã ta quan vì lũ gian thần. Khuyên nàng hãy xóa hận thù, mau tìm về nẻo chính đường ngay. Lìa kinh thành đến chốn sơn lâm, chiều mã binh chờ đến một ngày, giết định thần trả hận cho cha. Thì ra nàng muốn trả thù cho cha mà lên núi chiêu binh mã để đi ăn cướp sao? Phải, vì triều đình không nghĩ tôi trung, đã nghe lời gian tặc nịnh thần, giết chết cha ta. Thượng bất chính thì hạ tức loạn. Giả lại ta ăn cướp của kẻ giàu để phân phát cho người nghèo thì có gì là xấu chứ? Còn ngươi, ngươi là ai mà dám nhục mạ cô gia? Muốn biết ta là ai hả? Thì lắng tai lên nghe cho rõ nè. Ta là Dương Tôn Bảo, con trai duy nhất của Dương Lục Sứ Nguyên Soái Tống Trào. Ta nói cho nàng biết nha, từ nhỏ tới lớn ta chưa bao giờ đánh đàn bà con gái đâu đó. Vậy thì nàng hãy mau chịu trói, quy thuận triều đình, để ta còn xin cho soái gia tha cho nàng tội chứ. Không bao giờ. Hả? Hoáng nghiêng cuồng ngôn giấc lao, khiến cho lửa giận bùng sôi. Tặc cường sang để ta ra một
Sao? Chịu thua ta chưa? Thua chưa? Ai nói ta thua? Tại nhà ngươi ra chiều không có đúng thế, nên ta ngồi nghỉ mệt vậy đó mà. Vậy hả? Sao hồi nãy ngươi nói năng hùng hổ lắm mà, rồi bây giờ cái bị ta đánh rơi thương cái sủi lơ à? Đáng lý ra là ta giết chẳng tha, nhưng nhìn cái gì? Đẹp trai nhìn không được hả? Vậy thì nhìn đi. Lỗ sao? Nhưng ta thấy đó cũng khôi ngô tuấn tú, nên ta sẽ tha chàng với một điều kiện. Điều kiện gì? Tiếp thấy chàng cùng trang lứa, trang anh hùng tài đức vẹn toàn, nên tiếp muốn cùng chàng kết nghĩa Phụng Loan. Chẳng hay chàng có bằng lòng hay không? Sanh di tướng, tử di thần, bắt được ta thì cứ chém cứ giết, ta không sợ đâu. Đừng giở trò ông bươm. Ông bươm sắp chết đến nơi mà còn lớn lối. Được, ta sẽ cho chàng chết. Bây giờ ta hỏi một lần nữa, chàng có bằng lòng hay không? Không. Nếu đó chẳng bằng lòng, ta quyết ra tay hạ sát. Lâu la! Ôi, khoan! Đừng giết. Chú Tài ơi, để tôi nói giùm cho. Để tôi làm mái cho nha. Chú làm mái? Chú Lương. Hả? Chú làm gì vậy? Làm mái? Không được. Sao vậy? Ta đường đường là công tử danh gia vọng tộc, làm sao lấy nữ tặc làm vợ được? Lâu la! Thôi rồi. Làm mái của nó mà. Coi gì chứ? Ông hiền khô à. Để chú làm mai được không? Làm mai. Chú làm mai cho con. Đẹp trai không? Đẹp trai. Giống tôi hồi nhỏ. Vậy sao? Chú làm mai nha. Nếu làm xong thì là... Nếu mà chú làm mai Dương công tử cho con á. Nếu mà công tử bằng lòng thì con sẽ tặng cho chú ba cái đầu heo. Ba cái đầu heo. Công tử, giận gì nè? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng mẹ. Là sao? Có nghĩa là nội địa tán hồi trước hai chúng là thảo thấu cùng sang. Được nguyên soái giao quân điều hay lẽ phải. Bỏ nẻo tối tầm đường nẻo sáng. Có quy thuận tống ban giúp dân giúp nước. Thì ngày nay Mộc với anh cùng Dương công tử ở đây, duyên dạy cá nước là phải rồi. Gái sắc ngộ trai tài mà. Công tử ơi, nếu ủa? Công tử ưng cùng Mộc với anh công tử ba điều lợi, bằng không thì gặp ba điều hại. Vậy à? Vậy thì ba điều lợi và ba điều hại như thế nào? Lợi như thế này. Điều thứ nhất, công tử còn sống tiếp tục trên con đường chinh chiến. Điều thứ hai, Mộc của anh sẽ đầu thuận tống triều. Điều thứ ba, công tử được vợ đẹp con xinh, nổi giọng nói giỏi. Ba điều lợi. Vậy thì còn ba điều hại. Bất trung, bất hiếu, bất nghĩa. Không trai nói giọng nói giỏi dòng họ Dương có nghĩa là tiệt lắm. Yêu đi mà. Chú Lương, chú Tán. Sao vậy? Vậy giờ sao vậy? Bây giờ tung thế trùng nguyệt. Bây giờ ta hiểu rồi. Nè. Hả? Lâu la. Chết cả đá sống yêu đại đi. Sao? Ta thấy nàng nan nỉ tội nghiệp, nên ta chịu đó. Thấy chưa? Hả? Chàng vừa nói gì vậy? Không. Ta thấy nàng đúng là tri âm tri kỷ, nên ta bằng lòng hòa hiệp đó mà. Trời đất ơi, lời nói mới ngọt ngào làm sao á. Nói vậy phải cưng phải yêu không nè?
chàng thật sự bằng lòng? Ta bằng lòng. Vậy thì thiếp mời chàng mau kiếp lên yên, mọc các trại cùng nhau hoan hỷ. Hôm nay ta ước giao cùng nhau, cây uyên ương trổ hoa đơm cành, kết tóc tơ hòa duyên dài nồng, nguyện ước cầm sắc tròn kiếp. Nàng chớ mong ta cùng sanh dài, tân tần hiệp hòa. Ta kiếp phi ngựa về Đông Hoa. Hey! Dạ dạ, vừa thề thốt yêu đương trăng gió, chàng nuốt lời quốc ngựa tri phong. Âu là niệm chân ôm linh ứng nhiệm màu, thần long quả giang lai cạn địa hồ gia. Quế anh ơi, ta tưởng nàng là quần thoa liễu yếu nên đùa cợt cho vui, nào ngờ tài thần thông phép thuật phi thường của nàng. Nếu đem tài này giúp ích cho non sông đất nước thì dòng họ Mộc sẽ lưu danh muôn thuở. Dương công tử, hận thù gia cánh cánh không nguôi, nghe mấy lời công tử phân qua, thiếp chợt thấy như người tỉnh mộng. Nếu nguyên soái thẳng lòng tha thứ, thiếp nguyện lòng quy thuận triều đình. Em sẽ nguyện gì ai xuống non, phò tông ban trọn đời. Ông tư mai mối đôi ta tìm gặp nhau, duyên thúc mai trăm năm hẹn thề. Ôi nghe lời ai tỏ phân, vì quê anh thật lòng. Ta nghe sao xuyên tâm tư ngài nên duyên, mong tái lai tương ngộ sum vầy. Một lời hứa đinh ninh thiết thạch, ta sẽ về báo lại cho soái gia. Thiếp ngày đêm trông ngóng đợi chờ, mong tin nhạn tình lan trở lại. Đành phải xa tình nương, nhớ thương đông đầy, chưa chan tâm hồn bóng hình vẫn dường. Giờ biệt ly gió câu chàng đi, xin khắc
dưới ánh trăng. Trăng sáng soi tình ta, cho ta xin trao nhắn lời yêu thương nồng thắm về người yêu xa xăm. Nại duyên đã lỡ, ta xin chờ đợi tương phùng kiếp sau. Mọc quê anh cánh lâu gian dòng tiếng giọt sâu thương ai dánh dài đời chờ Dương Lan mối mòn duyên đôi ta. Em nguyện cầu đừng chia cách, mong cho khúc nhạc lòng không trùng đường ta phím đàn ân tình không rời đôi. Dù rằng quen nhau phút đầu mà tình dường như kiếp nào, ta yêu nhau không nhạt nhòa lòng chung thủy. Dương Tôn bảo yêu nàng xinh trọn đời yêu mong quê anh. Khi đưa tiếng chàng xuôi đồng quan, tim em thổn thức khóe ai về nơi rừng núi gửi dùng cho ta nhắn lời tình nồng thiên thu tráng dời. Trong tim ta ôm hình hài của nương tử, hôm nay nếu chia lìa thôi thì bằng hẹn nhau kiếp sau. Quê anh. Thôi ông nội ơi, giờ này còn anh em gì nữa, đồ nít quỷ. Khuyên công tử chứ bất do sầu thảm à. Làm cha mà ai nói nào lại giết con bao giờ. Nhưng mà cái tội chính đặt quà tặng cùng cường sang nặng quá, nên Nguyên Soái phải nghiêm răng trước bao quân tướng sĩ tại thằng cha Mạnh Lương này nè. Vậy vậy bài đặt làm ai làm mối chi để cho công tử phải dương chịu tội, thấy chưa? Chứ không có thừa nghe mày nè. Người ta tao nói chơi thôi à, bảo ngu nghe lời tao chi, đồ nít quỷ. Tôi từng tuổi gì không dám yêu mà. Trời đất ơi, gì tất cả là tại hai chú hết. Ừ. Xưa kia cả hai làm thảo khấu, làm cho ăn chuyện bậy bạ, bây giờ tiếp tục xúi con cháu làm chuyện dại dột nữa. Bây giờ hoàn cảnh con như vậy nè, còn đứng đó đổ thừa còn giỡn nữa là sao? À,
Chú đã năn nỉ Nguyên Soái hết lời rồi. Được không? Chẳng những ổng còn muốn chém đầu luôn cả chú nữa kìa. Rồi sao chú? Con ơi, kiếp này đành vĩnh biệt ơi. Trời ơi chú ơi, công tử ơi, công tử ơi. Thôi trời đất ơi chú ơi, coi hoàn cảnh con thê thảm như vậy, đứng đó mà khóc lóc cái gì nữa, tìm cách cứu con đi. Rồi chú à, chú đã nói chuyện với Mộc Quế Anh xong chưa? Ai được đừng có lo được, 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 được Mộc Quế Anh không? Nè, có đem Mộc Quế Anh cứu con không? Mày có nhớ mày? Cái gì nói chơi thì nói nha, đây là cái chuyện sống chết của công tử nha. Đúng đó chú à. Chú đã gặp rồi. Mộc Anh nói sao chú? Yên tâm đi. Anh Thái Dương đã ló dạng, Nguyên Soái sắp thăng đường rồi. Chết con chú ơi. Nguyên Soái thăng đường. Sao chú? Leo tàu đi lên. Chịu tổng đi sao? Lên đâu? Đi. Chú à, đi vậy? Chú nói cứu đi. Con mà. Cứu cái gì nữa? Cứu nổi. Đây liền. Ai bảo mày yêu chi vậy? Đi. Ai bảo mày? Tuyền tướng sĩ giả gươm tuân thủ, trong công đường xử tội nghiêm minh, luật quân hình phạm đệ thất điều, bổn soái quyết nghiêm răng trị tội. Tội hòa tặc kết giao bất chính, chẳng vì tình luật pháp thái nghiêm mà minh. Xử Dương Nhi bất kể tình nhà, cầm ẩn xoáy không dùng gì. Trại quy danh Sơn Đảnh, con Mộc Quý Anh giữa con đường chuộc tội Dương Lan, Mộc Giáng Long xin dâng hiến nạp.
Mộc các trại quy danh Sơn Đảnh, con Mộc quê anh giữa công đường chuộc tội Dương Lan. Mộc Giang Long xin dâng hiến nạp. Dạ, dạ. Từ bé chí trưởng ta chưa hề phúc quý. Vô bên đây, ông quay sang bên kia. Qua bên kia, ông quay qua bên nọ. Ta muốn phá, phá, phá công môn cứu bà. Cha ơi, cha, quê ơi, quê ơi, vì thương chàng nên chịu nhục giữa ba quân, dằn dằn tất giả ai cầu khổ khổ. Quê anh, người xưa có câu: giận quá mất chồng em. Dạ, Mộc các trại quy danh Sơn Đảnh, con Mộc quê anh giữa công đường chuộc tội Dương Lan. Mộc Giang Long xin dâng hiến nạp. Cha ơi, ba lần rồi cha. Dạ, Mộc các trại quy danh Sơn Đảnh, con Mộc quy anh giữa công đường chuộc tội Dương Lan. Mộc Giang Long xin dâng hiến nạp. Vào nơi pháp ti, do đâu đến đây gian sinh, nguyên cớ sao phân bày tận tường. Cầu xin nguyên soái mở lòng tự tâm, tiếp đây ước giao cùng như thôn bao, hẹn thề trúc mai sanh duyên tào khang. Nàng chớ mong cuối gian cầu xin, phạm luật hình ta xứ cùng mình nghiêm trị làm gương. Khi lòng ta cương quyết tội này không tha, dạ dạ bẩm nguyên soái, dư tôn bảo tài cao sức chúng, thiếp và chàng đã ước hẹn ba sinh, xin nguyên soái mở lượng hải hà, tha tôn bảo vẹn toàn tánh mạng. Bởi này nữ tặc cường sang, người chớ lầm ngon, chuyện quốc gia nào phải là trò đùa, mà người đến đây hồng ức che, để soái già thà chết tội gia nhân, dường đảo lòng phải giết con ta. Giáng xin ngài rộng lượng hồng ân, ní lại tình ruột thịt mà thương, hùm trên non những lúc đói lòng, cũng không nỡ giết hại con thơ. Mộc quý anh mau ra khỏi nơi đây, bằng cái lệnh ta quyết không dung thứ. Xây ra bảo
Cẩn trọng luôn đó nha. Nhau mang khối tình quang mộ, dù tan quang gian trời nhưng
muôn pháp bất dung khi đời mình định hướng em thề. Đừng quan trách quý anh, quý anh mau trở về núi rừng. Tam quân nghe lệnh truyền xoay da, gương trần tuốt gió đuôi ngay tặc loạn, chớ để nàng loạn phá công mà mô. Gì thế vô? Trời ơi, con xin đi đầu giảng lại, cầu mong nguyên soái xót thương dùng tình, chớ đành lòng rẽ yên lìa quanh. Xe vô giáp xe bắt dương tông bảo tư thấp thật còn loạn đà. Nhưng tôn bao quê anh thế gian đau lòng. Tôn bao em ơi, đôi ta đành phải xa nhau, chẳng còn mong hỡi rồi đoạn. Một màu u tối đường đến ngâm tiền nơi dương trần nàng ở ta đi, đừng xót xa bi lụy. Nhan sắc hơi quê anh, tâm hồn anh đang chơi vơi. Đôi chúng ta chưa nên cầm sắc à, sao nay ông trời nhẫn tâm chia lìa nhịp nối trường kiều. Nàng vì chung tựa như trăng sáng à, không lìa xa. Ta khá khen lòng chung thủy của hai người, nhưng chỉ theo phép nước có tội phải trừng trị tội. Đào phủ mau lãnh lệnh đưa Dương Tông Bảo ra pháp trường cảm thù. Xê ra quê anh, quê anh. Giáp sĩ đi. Nếu nguyên soái hẹp dạ chẳng thương, quế anh đây cũng đã hết dạ gián cầu. Cẩn trọng với anh. Dạ. Niệm khẩu Phật chân ôm linh ứng, bơ lục
mây đen ẩn hiện thần long. Trời phút chốc bóng cuồng phong bão tố lập nhiên ngã cả công đường. Cùng mai mai nhờ cơn sói của thiên nhàn che chở nên không xâm phạm đến sói gia. Chắc có lẽ đây là phép thần thông của một quý anh chăng? Chả chả vì tình riêng mà loạn pha công đường. Quân mau đưa tông bảo thi hành theo quân pháp. Quê anh ơi, được, quê anh, quê anh. Giờ đây đổi ngã dương trần âm ti cách xa, lòng nhớ nhau hoài. Ta yêu quê anh đến khi hơi tàn xuống miền diêm đài. Yêu nhau mà xa nhau, dương lan chàng hay chăng? Tim em tràn thương đau, cao xanh trời chẳng thương chia lìa đôi. Tình ngắn qua tuổi thanh xuân, chúng ta yêu chưa tròn. Trời bão tố sóng to dằn nhấp nhô nghiêng con thuyền. Nếu sống chưa ta có nhau, lời thề xưa khắc ghi, cùng lìa xa trần thế, mình gần nhau cõi âm. Đừng có chết thấy hai con khiến cho ta siêu lòng, vì muốn biết quê anh con có yêu thương thật lòng. Được, ta sẽ vì hai con tác hôn hiệp đoàn. Chúng con đội ơn soái phụ. Hay lắm. Con xin dâng một giáng long để cha trừ giặc Bắc Phiên. Hay, hay lắm. Ta nhớ ơn cho hai con. Ta sẽ cho hai con đẹp duyên cầm sắc, đón rước con dâu nghênh hôn lục lễ. Ly rượu mừng đem lễ tân hôn, tiếng pháo hoa vui rộn ràng. Con sẽ làm vợ thảo dâu hiền, nguyên trọn lòng thủy chung. Ngày mai ta dâng biểu lên thánh thượng, sẽ rửa quan tình của phụ thân con. Còn một quê anh phải dốc sức thi tài, lo giúp đời an bang. Loan phụng hòa minh đôi lứa sum dày, duyên sắc cầm trăm thương.